chuyên mục phổ biến kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, đừng nghĩ rằng việc uống sữa đậu nành là đơn giản và không cần băn khoăn về cách uống của mình có gây hại gì cho sức khỏe hay không. Đã có những trường hợp ngộ độc khi uống sữa đậu nành sai cách, điều này không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng. Trong chuyên mục phổ biến kiến thức kỳ này, tạp chí xin gửi tới quý vị và các bạn bài Thường xuyên uống sữa đậu nành, phải tuyệt đối tránh 6 điều này trước khi quá muộn. Bài được đăng ở gia đình.net.vn. Tác dụng của sữa đậu nành với sức khỏe. Sữa đậu nành được coi như một loại thực phẩm lành mạnh cho cơ thể con người. Sữa đặc biệt tốt cho sự phát triển của cơ thể và trí não trẻ. Thành phần chính trong sữa là protein có hàm lượng rất cao, khiến cho loại thực phẩm này trở thành một nguồn lực thực phẩm quan trọng trong cuộc sống. Sữa đậu nành và sản phẩm thực phẩm từ đậu nành không những giàu chất đạm mà còn không chứa cholesterol, chứa rất ít chất béo no và giàu chất xơ. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng sữa đậu nành để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Dầu đậu nành là một trong vài loại dầu ăn hiếm hoi, có chứa tỷ lệ omega 3 và omega 6 rất tốt. Để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, chúng ta nên sử dụng đậu nành hàng ngày. Tuy nhiên, khi uống sữa đậu nành, bạn cần tránh những sai lầm gây hại cho sức khỏe sau. 1. Sữa đậu nành phải nấu chín thật kỹ trước khi uống. Nghiên cứu cho thấy sữa đậu nành sống có chứa một thành phần nguy hiểm được gọi là saponin. Nó có thể gây nhiễm độc dẫn đến buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Ngoài ra, trong sữa đậu nành sống còn chứa chất chống trypsin. Chất này có khả năng làm dạ dày bị giảm tiêu hóa protein. Chỉ khi đun nóng đến 100 độ C, chất này mới có thể bị tiêu hủy. Vì thế, riêng sữa đậu nành cần phải đun sôi hoàn toàn trước khi uống. Để an toàn nhất, bạn nên đun sôi sữa hẳn 100 độ, sau đó giảm nhỏ lửa và đun thêm 5 phút mới có thể sử dụng. Không chỉ phải đun sôi sữa, khi nấu sữa cũng phải mở vung nồi để cho chất độc hại trong sữa bốc hơi cùng với hơi nước. 2. Không được uống sữa đậu nành khi đói. Nếu bạn uống sữa đậu nành khi đói, hầu hết các protein sẽ thay đổi thành nhiệt và sẽ được tiêu thụ trong cơ thể. Có thể không gây phát huy tác dụng thuốc bổ, bạn có thể ăn một số loại thực phẩm dầu tinh bột khi uống với sữa, chẳng hạn như bánh mì, bánh ngọt, bánh mì hấp. Nếu bạn uống sữa đậu nành khi đói, hầu hết các protein sẽ thay đổi thành nhiệt và sẽ được tiêu thụ trong cơ thể. Có thể không phát huy tác dụng thuốc bổ, bạn có thể ăn một số loại thực phẩm dầu tinh bột khi uống sữa, chẳng hạn như bánh mì, bánh ngọt, bánh mì hấp. Do đó, dưới tác động của tinh bột, protein hoàn toàn có thể phản ứng với dịch dạ dày và làm cho các chất dinh dưỡng được hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể. Ngoài ra, đậu nành chưa nấu chín có chứa một số chất không có lợi cho cơ thể như saponin, hormone và lectin. Do đó, tốt nhất chỉ uống sữa đậu nành khi đã nấu chín, và những người uống sữa đậu nành thường xuyên nên bổ sung thêm nguyên tố vi lượng kẽm để tránh thiếu chất. 3. Không pha sữa đậu nành với đường nâu. Thêm một số đường nâu vào sữa đậu nành có thể làm cho nó có mùi vị ngọt ngào và thơm. Tuy nhiên, đường nâu có chứa một số axit hữu cơ, nó sẽ kết hợp với protein trong sữa và sản xuất một số chất. Nó sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng có trong sữa đậu nành. 4. Không uống sữa đậu nành với trứng. Theo thói quen, nhiều người thích cho trứng vào sữa đậu nành và nghĩ rằng nó có nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, một thói quen như vậy là không khoa học, bởi vì trong sữa đậu nành có một chất đặc biệt gọi là trypsin. Khi kết hợp với protein trong lòng trắng trứng sẽ dẫn đến giảm giá trị dinh dưỡng. 5. Không được uống cùng với thuốc.
sữa không được uống cùng với thuốc kháng sinh như erythromycin bởi vì cả hai sẽ đối kháng, tạo ra phản ứng hóa học, phá hoại chất dinh dưỡng trong sữa, thậm chí gây ra tác dụng phụ, nguy hiểm sức khỏe. Thời gian uống sữa nên cách xa thời gian uống kháng sinh tốt nhất trong vòng 1 giờ trở lên. 6. Không nên để sữa trong bình giữ nhiệt. Sữa đựng trong bình giữ nhiệt có môi trường chân không, khi có nhiệt độ thích hợp sẽ ủ ấm cho vi khuẩn sinh sôi, sau 3-4 giờ sẽ làm suy giảm chất lượng sữa. Những trường hợp không nên uống sữa đậu nành. Đậu nành chứa các chất có khả năng gây ức chế, saponin, hormone và lectin. Đây không phải là những chất có lợi cho cơ thể. Nếu uống sữa đậu nành trong thời gian dài, có thể gây ra hiện tượng thiếu kẽm. Dù đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng sữa đậu nành không phải là món đồ uống phù hợp cho trẻ dưới 1 tuổi, phụ huynh nuôi con nhỏ nên đặc biệt lưu ý. Trong sữa đậu nành có chứa các chất không dễ được hấp thụ. Nếu ăn vào cơ thể, sẽ gây lên men trong ruột kết, sinh ra một số vi khuẩn có hại, gây ra khó chịu, đầy hơi. Sữa đậu nành cũng là một loại thực phẩm lạnh, vì vậy những người mắc triệu chứng bệnh gút, mệt mỏi, suy nhược, tinh thần mệt mỏi thì không nên uống sữa. Ngoài ra, người bị viêm dạ dày cấp tính và mãn tính cũng được khuyên không nên ăn các sản phẩm đậu nành nhiều để tránh kích thích dạ dày tiết axit gây đầy hơi.